Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ý Thiên TV trong phần chơi Minecraft Storm Block 2 Mình đang treo máy ở đây và cũng đã gắn thêm một cái Troy vô Để có thể chuyển đổi tự động luôn nha Tại vì mình sẽ có cái cục nhỏ nhất Chúng ta sẽ cần phải có những cái cục bự hơn Thì thay vì phải chế tạo bằng tay Bỏ vô đây, nó tự động nó chuyển luôn Rất sung sướng Và ta sẽ kiểm tra bên này Ta được 37 cái cục nhỏ và 4 thổi Rút ra một cái Đó, có liền và phần thưởng đâu Thần thưởng đây một cái Black Lotus và gì nữa bên này nhận một cái Hot Launcher và đây là Neutronium Compressor để làm được mấy cái Singularity á thì cái đó tự tự tính đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải lấy ở đây là 12 cái 12 Ok đi qua bên kia bên đó thì để nó tiếp tục chạy đi và mình cũng gắn thêm ở đây là bốn bé gà nữa liên quan đến thang để mình sẽ có thật là nhiều thang làm uh, Eternalist Fuel View ba trăm mấy nữa rồi kìa giờ bây giờ ta sẽ chạy qua đây bỏ em này vô bỏ em này vô bỏ cái này vô luôn và coi công thức của những món cần thiết đầu tiên là alchemical chest nó sẽ cần phải có ba cái màu này và mỗi một màu này cần phải có cái empowerer của actually addition giờ chế tạo thôi mấy cái này nó không có quá khó khăn nha quen basic coi bỏ vô Chiếc cái chữ empower vô đi empower nó đây rồi và nâng cấp chưa được tại vì chưa có cái cục pin cục pin single battery ủa nó còn thiếu gì nữa ở cái cục pin nó đi tùm lum hết và advanced coin hả Bang. có mấy cái vậy ít quá vậy cái kỳ vậy ít quá vậy chơi một đống coi Go. lấy ra bấm ầm ầm, ầm luôn cho vô trọng rồi làm công thức fan lấy xuống 25 cái và bấm công thức của cục pin đầu tiên là single battery chúng ta làm cái này là cỡ ba bốn cục gì đó làm phải dư dư ra để được double battery là cục pin khác và tiếp tục cần phải có iron casing đây là mớ luôn và ta coi tiếp công thức của display stand món này rất là quan trọng nè cục này sẽ cần phải chuyển từ đây qua có cách nào nữa không hay chỉ chuyển nguyên khói thôi vậy là chỉ có chuyển nguyên khói thôi không có làm được từ cách thông thường cái này chuyển từ block up cord còn cái kia là chisel cord block ta sẽ phải lấy cord block up cord nè ta chia ra và cây chisel cái cây điêu khắc á lấy cái cây điêu khắc xuống mở lên bấm chọn và chisel up up code chisel coplock ok qua bên này mình sẽ cần phải quăng vô đây quăng vô off chuyển đổi nó khác cái màu xíu off chuyển đổi đủ chế tạo rồi đó qua đây bỏ vô và làm display Stand 5 cái và cái thứ năm bỏ ngược vô trọng để bấm công thức của Empowerer. và còn thiếu cục pin double battery pen ủa không phải là thiếu cục pin đâu phải không ủa single battery có cục pin rồi nhưng mà tại vì nó không hiểu á giờ nó hiểu rồi nè chạy được liền luôn giờ mình sẽ cần phải có chỗ cấp điện plug point ta làm thêm plug point quen một cái lấy mấy cái con đuôi chúng ta sẽ có đường chuyển này là chuyển đồ rồi chuyển điện nữa chuyển điện chúng ta sẽ cần phải làm thêm uh, con đuôi luôn đi con đuôi lên cái sợi ender energy con đuôi 32 ok kiếm một chỗ rồi mấy chỗ này để ở đây chúng ta sẽ cần phải để em này xuống em này sẽ chỉnh lại cái tên là empower empower nó đó, đó nè empower gắn lên trên đây và chỉnh cái đường điện có nói không empower trong đây là không có cần điện nhưng mà bốn cái display stand thì sẽ cần cho nên mới cần phải gắn như vậy đó ra đây ra đây và đi ra đây display stand gắn lên Rồi và thêm đường dây để chuyển đồ gắn vô Ê, gì vậy đi qua mà cũng dướng nữa rồi và gắn lên trong đây có điện giờ phải đập cái chỗ này ra một cái đập bên đây ra gắn cái này xuống dưới cho đường dây điện vô cho đường dây chuyển đồ vô và muốn tự động á, phải có thêm cái thùng nữa. Cái thùng. Yes. Bỏ một cái thùng xuống. Mình sẽ để cái thùng xuống đây luôn. Và chỗ này nó sẽ là đầu ra. Rau Robin. Ok. Giờ phải bấm sao cho nó vô dính bên dưới đó. <laughs> Đúng là khó khăn. Rồi à, bây giờ xuống dưới này luôn rồi. Chúng ta sẽ cần phải để lên đây. Như vậy. Tất okay, kỳ vậy cục đá nhẵn đâu và bấm vô chỗ này là insert à, insert bên đây chứ và priority và phải theo thứ tự ha bên đây đầu tiên chứ quên insert đây là số 1 rồi uh, 1 2 đi theo chiều kim đồng hồ đi rồi đập này ra một cái để mình gắn vô insert 3 nè và 4. Với lại bên kia nữa là 5. Bước xuống cái coi. Ấm vô đây. 5. Rồi đó. Cái phần chuyển điện là không có cần chỉnh. Rồi mình sẽ cần phải coi lại công thức ở bên kia của Project E. Và nó sẽ cần gì đây? Thầm Double Compressed Couple Stone được nén hai lần. Đây là Base Essence Ingot và Infill Diamond. Chơi khó nhau. Bây giờ cần phải tìm. Dimensional sát, Cái đó là chơi khó nhau á. Dimensional sát Rất là mắc tiền. Rồi bấm lại. Vô đây. Bang. Xăm bốn Làm thêm luôn. Rồi cần phải có Infill Diamond. Kim Cương. Chúng ta bọc vô. Bỏ lên. 16. Còn thiếu gì nữa còn thiếu bay action in 5 năm cái bên đây double compress qua kia lấy lấy red ton xuống lấy red ton và red ton thôi còn một cái nữa là cái gì than than chứ không cần red ton lấy xuống luôn qua bên đây chế tạo đầu tiên mình sẽ cần phải bỏ vô cho đúng trước nha chúng ta sẽ cần phải chỉnh Active signal để mình gạt cầu dao xuống cái nó chạy cái level đâu rồi không có thì làm thêm một cái để vô chúng ta sẽ làm cái level rồi cây stick stick đâu để xuống và kéo lên đây rồi mình sẽ bỏ những món đầu tiên vô ta sẽ có màu gì trước màu xanh lá trước thì sẽ cần có double compress couple stone ở đây là trở thành gì vậy đây là qua mấy bước xử lý rồi Ở đâu rồi Ở đây hả Ơ uh ồ -oh. mặt qua con Thuê mặt qua dễ lấy Double compress Ở đây là double compress Có luôn Thoải mái Và ta sẽ bỏ ở trong này Một nè Hai nè Và cái này chia làm bốn Kiểm tra Và sai chất quất luôn Để lại ở như vậy không có được, ở vậy là sai chất vớt rồi. giờ mình sẽ cần phải bỏ một cái này và bốn cái này vô, rồi ra cầu dao một cái, đó, vậy mới đúng. ở đang thực hiện quá trình empower á, và như vậy là ta chỉ cần bỏ một cái và bốn cái, nó sẽ tự động nó chạy đúng chỗ, thay vì mình phải đi bỏ từng cái, bây giờ nó sẽ chạy vô như vậy luôn, và chỉ lấy cái này ra thôi. chị xăm bốn luôn hả? Một lần chế tạo rất là nhiều luôn á. Tiếp tục. Rồi và thêm bốn cái. Hạ vô cân. Đó vào đang làm lấy ra một cái. Lấy ra. Ơ uh -oh. Không có lấy ra cho nên nó sai chỗ. Đâu rồi? Chính xác chưa? Cái này cái này sẽ cần phải có than Bởi vậy nó không chạy. Bỏ lộn. Bỏ lộn thì bỏ lại rồi và trả vô cân xử lý tiếp đó chính xác để vô và để vô rồi tháo cái này ra chứ phải tháo ra trước rồi mới bỏ vô tiếp được tháo ra đây là một cách để tự động á bốn chục rồi chờ xíu nha bấm bốn chục làm được rất là nhiều luôn á và cho thêm bốn cục redstone vô trọng để nó chia ra cho trong đó và xử lý công thức Ủa chưa chịu chia nữa tại vì mình chưa bật cầu dao <laughs> đứng đó chờ hoài luôn á rồi xử lý đi và lấy lại một cái bốn chục cái hả ta sẽ bỏ vô trọng bốn cái và trong đây chạy liền luôn thấy không có tắt mở là được cái này chế tạo không có khó nhưng mà nó hơi uh, mất công chút xíu. Rồi bỏ này vô, bỏ mấy này vô. Bỏ cục đó vô luôn đi. Các nữa có xài gì thì xài. Và ta sẽ cần phải làm alchemical Jazz. Nó còn thiếu cái gì đây? Diamond Jazz. Ờ uh ờ. -oh. Phải đi từ cấp độ thấp hơn lên. Giờ thêm một mớ thùng 64 làm thùng thiệt nhiều. Iron chest 22 cái nâng lên 22 cái bỏ vô và diamond chest peng ừ? diamond chest peng cái này mới đúng 22 cái và cái thùng peng công thức này sẽ không có cần phải tốn nether star chỉ tốn như vậy thôi là được alchemical chest ta kiểm tra coi bên này permutation table mình sẽ cần phải có bốn cái alchemical chest một một cái này nữa là 5. Đây là energy condenser. Để lấy 5 cái. Và nhận phần thưởng kìa. Từ từ. Cái thùng này á, thì cũng là cái thùng bình thường thôi. Nhưng mà được cái nó bự. Và đập ra. Cứ từ, từ từ bình tĩnh. Rồi coi tiếp. Ở trong cái công thức nó yêu cầu gì nữa. Antimatter relay. ở đây là cái gì? Energy collector. Ở đây ta sẽ cần phải có dark matter nè. Cần có cái thùng bằng đất. Và cái thùng kim cương kiến cái thùng bằng đất thùng này nâng lên cấp độ kiến một cái và đất chết đất chết là cái thùng bằng đất thôi thùng đó lấy đất bao ra một cái là có liền chứ gì đâu nhưng mà cũng phải bấm công thức để làm đất chết tiếp tục những cái công thức này chúng ta giải quyết từ từ rồi uh, energy collector đi energy collector sẽ cần phải có công thức bên đây và nâng lên cấp độ này sẽ cần phải có Dark Matter và Red Matter Cần có cấp độ rồi không nha Và có không? Có luôn Rất may mắn đã nâng cấp đủ Và lấy bốn cái này ra Chuẩn bị sẵn Để ta cho nâng cấp lên Ta sẽ cần phải có Dark Matter Bấm vô quen Chắc làm thêm cái phần khối kim cương trước Rồi làm bên đây ầm được 22 cái và cần phải có thêm đá tỏa sáng close stone. Chúng ta làm vô đây ấm xuống lò nấu còn không lò nấu còn ở ngoài kia còn nhiều lắm đây lò nấu rất là nhiều lấy ra xài luôn chứ để lò nấu đó làm gì đâu và bỏ mấy em này vô bây giờ cấp độ đầu tiên mình sẽ cần phải có khối kim cương nữa Chúng ta cần có khối kim cương ta làm thêm khối kim cương đi, lấy xuống nha. giờ mình sẽ làm trước một cái thôi, rồi những cái khác thì mình sẽ làm thêm sau. ta cần có kiến chứ, nãy cất kiến vô luôn, kiến nè, và à, kiến cắn đây, cắn à, nãy có cái gì nữa, Khói kim cương với lại kiến thôi, cắn vô, bỏ cái furnace vô, lò nấu vô, và cái này chia làm sáu. 6, đây, 6 ô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mở lên, bắt đầu chế tạo, và nó không có cần nhiều điện lắm, nãy thấy cần ít à, 224 RF, quá ít, và vô tăng tốc luôn, tốc, xong, đây là cái cấp độ đầu tiên, và nâng cấp lên, tiếp tục, mình đã chế tạo được, 6 cái energy collector nhưng mà ta đâu có cần nhiều vậy đâu ta chỉ cần có hai cái thôi giờ ta sẽ phải nâng cấp nó lên bỏ hai em này vô và tiến hành nâng cấp thì nâng cấp tháo bên này tháo bên này ra lấy thêm cái phần close stone đá tỏa sáng ping. rồi cho vô trong đây với lại dark meter dark meter đang cầm luôn rồi bỏ hai cái dark meter vô rồi ok và bấm rất đơn giản và điện năng sao nhớ coi điện năng nha bốn trăm mấy à quá bình thường luôn nó bắt đầu chế tạo quen lấy xuống một cái và trong đây không có hoàn thành phần thưởng nữa hả đây là gì Auto shifter và phần thưởng đó không có vậy để làm bên này trước crafting rồi kìa crafting ầm đập ra lấy xuống chúng ta đang có công thức nè đây là cấp độ 2 Energy Collector Và tiếp tục Nó sẽ cần phải có anti meter Relay Giờ xài hết cái phần trên kia luôn Ghê thiệt Để mình cất bớt coi Cất cái này vô Và kiến Chúng ta lấy kiến xuống Đầu tiên là kiến với lại uh, Kim cương Và lấy nguyên một khối hát diệm thạch Hát diệm thạch Đem lên 5 ô 6 ô mới được Để bỏ tạm ra ngoài đi Bỏ vô tiếp Cứ việc bỏ vô cho nó đầy đủ Và mở lên Ốc Chế tạo Đây là anti Và cắt tinh rồi kìa Tấm liền một cái hai cái Chờ chờ chút nữa Để cho nó chạy xong cái phần chắc chinh cái mình tăng tốc cái là nó xong liền luôn Tăng tốc lên xong đang sẵn có đây dư cái quất luôn làm luôn kéo lên đi kéo lên đi và vào quất quá đơn giản Cắn lên trên này bây giờ trên đây sẽ cần phải tháo ra nè tháo ra nó sẽ được nâng lên cấp độ 2 và cần phải lấy thêm hắc diệm thạch ta sẽ cần phải có 7 cục hắc diệm thạch 7 cục cất mấy này vô đi để lên đây một cái đếm này ra và ráp lại một hai ba bốn năm sáu bảy tiếp tục là đát Matter lấy bên đây lấy bên đây ấm luôn chế tạo luôn ở trong đây chơi hát diệm thạch đó cho nên, nên nhìn nó tối tối để kiểm tra cái này một cái và cái cây tăng tốc rồi lấy xuống một phát hai phát là được lấy thêm cây Rconic Stab xuống xong chưa xong chưa Mang... và em này hả em này muốn nâng thì nâng không nâng thì thôi không thành vấn đề rồi, chờ chút xíu, xíu nâng luôn đi chạy lên chạy lên và quất rồi đó Giờ tất cả những thứ này có thể lấy ra được để mình bỏ cái khác vô tiếp mình cần phải có một cái energy condenser, đây công thức như vậy, ta sẽ cần phải có bốn cái dark matter, 1, 2, 3, 4. còn gì nữa? Cần phải có một cái thùng này, một thùng này, một thùng bằng crystal là pha lê và một thùng bằng đất, rồi thêm Ủa uh, bốn cái lần hả? khoan khoan khoan, bốn cục red matter nữa thì tổng cộng bên đây là 10 luôn không đủ không đủ vậy là phải làm thêm injector ta phải bấm thêm công thức của injector rồi injector bấm công thức đầu tiên quen giờ muốn nâng lên đó là phải bỏ lên trên kia giờ để mình làm thêm cái injector này một cái mình đã chế tạo được một cái injector nữa và ta sẽ gắn nó lên trên đây và cần phải có một cái đường dây cấp điện. còn cryo thêm không? hết rồi. bây giờ là xài ở đâu? giờ phải đem tháo ra ở chỗ khác. tại vì cái đường dây cryo thêm đó không cần thiết ở những chỗ khác. lấy cái dây flat đi. qua bên kia. khu vực bển á. bây giờ xài bên đây nè. Rồi và đập đầu này ra. gắn vô bên đây. và ta đã sẵn sàng rồi đó. giờ cần phải nâng cấp. Dark Matter trở thành Red Matter Và mới có gì vậy? Ủa này không phải nha, bậy nha <laughs> Bấm cái này là bậy lắm luôn á Phải qua bên đây Coi Eternalist Field Làm thêm miếng Giờ để coi Red Matter coi Trước mắt làm được bao nhiêu Bang. 1, 2, 3, 4 Ôi, hên quá Vậy là trong này để cho nó sản xuất tiếp Bây giờ phần thang sẽ được rút rất là nhanh luôn á giờ bốn cái này chúng ta sẽ phải chia ra một hai ba bốn mở lên đây gắn cái thùng vô có không nhớ là gắn cái thùng vô mà alchemical chest chính xác có gì nữa Dark meter bốn cái uh, alchemical chest đúng rồi mà cấp độ weaver Dark meter crystal chest Đớt chết. Ủa mà đớt chết đó là đúng không? Đớt chết. Iron chết. Này đớt chết của gì? Iron chết. Ủa đúng rồi mà. Những gì đã xảy ra. 1, 2, 3, 4. Cấp độ Weaver. Lấy ra để vô lại. Ừ? Mình đang ở bên Test World. Và mình đang thử nghiệm công thức. Ta sẽ có 10 ô. Tương ứng với lại 10 món đồ bốn cái đát meter bốn cái red meter một cái thùng đất một cái thùng pha lê và một cái thùng alchemical chest nhưng mà nó không chạy không hề chạy luôn kỳ lạ vậy đó không thể nào hiểu nổi và điện năng thì đây điện đó điện năng đó có đó chứ là phải không có đâu vậy mà nó không chạy là không chạy nè thấy không không chạy luôn lý do là vì sao đây thì mình nghĩ là do phiên bản mình đang chơi có lỗi cho nên nó không có hiểu cái phần này Giờ mình sẽ thử nhảy qua phiên bản mới mà mấy bữa trước mình có chơi để mình thử nghiệm coi công thức này có đúng không hay là do một lý do gì đó không biết nữa mà cái công thức này không còn hoạt động được nữa. Mình đang ở phiên bản mới và ta sẽ mở cái cuốn nhiệm vụ lên. Ta thấy cái phần thưởng nó nằm ở bên tay trái thay vì nằm ở phía trên, đó là phiên bản mới. Và mở lên coi. Kỳ lạ. Đúng là rất kỳ lạ. Lấy ra bỏ vô công thức của energy condenser chỉ cần có cấp độ wevern thôi đâu có cần phải cấp độ cao hơn đâu cần bốn cái dark matter có bốn cái red matter có một cái thùng rớt jet 9000 và một cái crystal jet có luôn rớt jet 9000 nè iron jet đàng hoàng đúng chính xác bên đây cũng đúng chính xác sai ở chỗ nào hả nó sai ở chỗ nào hơi bị khó hiểu giờ còn một cách nữa giờ mình sẽ thử một cái chuyện nó cũng không có hợp lý lắm tại vì thường đồ này á chúng ta đâu có cần phải xếp theo đúng thứ tự đâu giờ sẽ thử nha thử thí nghiệm tại sao nó lại như vậy và cho mượn cái cục uh, point gì cái coi ta gọi chữ flux point lấy một flux point làm thêm một cái nữa thiệt nhanh và bỏ đường dây điện vô trong đây giờ mình sẽ thử mình làm thêm một chỗ nữa giống như bên kia rồi đập ra đập ra chúng ta sẽ coi coi để lên đây nó có giải quyết được chuyện gì không qua đây lắc thôi ngay tại đây cấp điện vô ở đây chia làm bốn À, sẽ có hai cục bên này hai cục bên này cái này cũng chia làm bốn luôn mình cảm thấy cái chuyện này nó cũng không có hợp lý lắm ở chàng ơi có luôn có chuyện này nữa có vụ này nữa hả mới phát hiện luôn nha có vụ này nữa ôi chiêu này cao siêu quá ta phải chia mỗi bên năm năm nó mới chịu thì không thể nào tính được đúng là không thể nào tính được trước giờ rồi Konic Evolution không có cần phải chia ra như vậy rồi bây giờ bấm cái chắc chắn là nó sẽ được chắc chắn luôn bởi vậy thấy làm lạ ủa sao kỳ vậy <laughs> giờ phải chia 5 năm đang ở phiên bản mới không có giọt máu nào hết trơn đó không có chơi được nếu mà có máu thì mới chơi còn không máu là chết chắc chắn là chết nên không có chơi ha bà con giờ để thử chế tạo một cái energy condenser mừng quá bây giờ quay ngược lại phiên bản mình đang chơi để mình sẽ làm giống như vậy luôn để ta có cái được cái energy condenser cái đã mình đã quay trở lại phiên bản mà mình đang chơi ta sẽ mở cuốn nhiệm vụ lên và thấy phần nhiệm vụ nằm ở phía trên nha bây giờ nhìn vô đây mình sẽ có bốn cái dark matter bên trái và bốn cái red matter bên phải nhưng nó vẫn hiểu nó chỉ cần là có đủ đồ nhưng mà phải chia làm đôi thôi bấm có vậy thôi đó mà khiến cho nãy giờ ngồi dắt óc suy nghĩ có chuyện gì đã xảy ra không thể nào hiểu nổi và đã hoàn thành thêm một nhiệm vụ nữa ta đã tiến rất gần giờ để em này vô coi giữa nha Bấm công thức đây là energy condenser antimatter relay rồi tiếp tục là gì ta sẽ cần có bốn cái alchemical jets đặt xung quanh bao lại bốn cái tiếp tục tiếp tục và cần phải có 12 cái Dark Matter. 12 cái Neutronium. Và thêm Night Slam và Kibit Crystal. Coi liền coi. Có liền. Rồi Night Slam. Có luôn. Nâng cấp. Upgrade. Có 10 cái luôn nè. Thấy không? Và Neutronium 12 cái. ấy trước những thứ này. Cắn vô thứ tự nào đây. Ở đây nó có được. À, nó có được dấu cộng mà bữa giờ không thấy nha. Nó có được dấu cộng. Thì mình bấm cộng luôn cho nhanh. Chứ tội gì mình phải bấm bằng tay. Vậy cho nó khổ. Ai muốn bấm bằng tay đâu. Không ai muốn bấm bằng tay hết á. Rồi vô coi còn thiếu gì. Dark Matter hả? À? Dark Matter. Còn có cột cục vậy. Ngoài sao? Ngoài sao? Đang cho làm Dark Matter nè. À, gì? Eternalist Field chứ. Lộn. Không phải Dark Matter. Dark Matter là cần phải chế tạo thêm lần nữa. 20 cục Dark Matter Và bấm vô đây Bang. Nó đây Sao bao nhiêu ngày tháng chờ đợi Biết bao nhiêu người mong chờ Biết bao nhiêu bạn hỏi mình Trong những tập trước Tại sao không làm Transmutation Table Là tại vì công thức nó yêu cầu nhiều quá Nên chưa làm được Tới ngày hôm nay ta đã có rồi đó Lấy xuống Transmutation Table Mới một bước thôi Giờ sẽ để lên đây trước nha Mở lên coi, chưa có gì hết. Ngay lập tức học liền cho tôi. Phải học liền, học ngay và luôn. Biết được, nhưng mà mình chưa cho miếng gì vô chân hết á, nên nó chưa có EMC. Giờ lấy Ngọc Lục Bảo cho vô trước đi. Chúng ta sẽ cho Ngọc Lục Bảo vô. Ta sẽ cần phải có thật nhiều Ngọc Lục Bảo. Và lấy ra, mở lên, bỏ vô. Đó, 10 triệu EMC. Nhưng mà chưa hết. Nether Star, Eternalist Field, bỏ vô rồi đát meter đó phải bỏ vô chổng rồi rút đát meter ra bốn cái gom lại trở thành red meter của này đát meter block và chuyển đổi red meter để có thể bỏ vô trong này ngon lành luôn quá tuyệt vời luôn rồi và có được cái bàn này rồi đó thì tất cả những thứ gì cần thiết cứ quăng vô trọng. và còn cái thùng cái thùng Alchemical Chess. Alchemical Chess. À. Nó đâu rồi? Chess. hồi nãy nhớ. À chế tạo hết trơn luôn rồi. Chứ đâu nữa. Chế tạo hết rồi. Bấm. Lấy xuống. Rồi coi. Uh, mấy cái Relay. Có một cái Relay cấp độ 2. Và cái Energy Collector đâu rồi? Còn nữa. Tất nhiên là phải còn. Và bỏ vô đây là học nha. Đó bỏ vô trong là học chứ không có bỏ thẳng vô trong cái bộ bên trong đó và cứ bỏ vô học thôi đó đã chưa ta đang có 20 triệu EMC rồi đó là một cái chuyện và ta sẽ cho bên đây học cái nữa mình sẽ cần phải làm thêm một cái Transmutation table nữa cho nên ta sẽ cần phải lấy công thức trong này ra tiếp và ta cần có energy condenser giờ lấy cái này bốn cái bên này bốn cái Thời khắc sung sướng đã tới. Rồi Đất Chess với lại uh, Crystal Chess. Phải cho học luôn. Phải cho nó học từ từ. Bấm công thức thôi. Bấm vô đây. Đất Chess nè. Crystal Chess. Công thức Energy Condenser. Bang. Rồi mở lên. Cho học công thức. Tất cả những gì mình đang có cũng phải cho học. Ví dụ như cây này nữa. Ta cho nó học nhưng mà nó sẽ biết cái cây mà không có được cường quá gì hết Cắn trơn luôn á rồi và quốc liền một cái bên này một cái bên này alchemical chess alchemical chess nãy làm chưa ủa chưa hả chưa làm cái mới nữa alchemical chess đây rất đơn giản và để vô một cái ủa cái này không có emc ồ không có emc nghĩa là không học được mà không học được thì thôi bỏ vô đây một cái em lên red matter một hai ba bốn lấy này ra tự nhiên bỏ cái đó vô chỏng à sao nó chạy được bỏ không có đúng bên đây nữa red matter vô bấm một cái energy condenser không có emc luôn căng không không có emc không emc thì tính theo chuyện không emc đây là Energy Collector cấp độ 2 Lấy xuống, lấy xuống Rồi và bỏ vô trong đây Bỏ thẳng ở trong đây cũng được nữa Xong lấy ra, bỏ này vô đi Và kiểm tra công thức Bấm vô đây Ơ uh ồ, -oh. Có liền, làm thêm cái nữa Có thêm một cái nữa Là có thể cho bên đây học liền ngay và luôn luôn Không cần phải khổ chế tạo lại sung sướng chưa À đâu rồi? Infinity in gạch. Bây giờ em ấy sẽ tỏa sáng 37 triệu EMC. <laughs> Một cục thôi. Từ từ bình tĩnh. Bỏ cục này vô 37 triệu EMC. Đã chưa? Nhưng mà còn nguyên khói nữa. Chúng ta sẽ chơi nguyên khói. Đó. Sáng lấp lánh luôn. Mở lên. Bỏ vô. Đã không? Đã. Chắc chắn là phải đã và 900 triệu. Oh, khoan khoan khoan, nó còn con số bên đây nữa. Ở đây là số uh, uh, số nhiều quá. Nó là 900 tỷ EMC <laughs> Nhẹ nhàng. Quá nhẹ nhàng. Bước vô một cái. Con số thật là khủng khiếp. Rồi và bên đây ta sẽ cần phải đập chỗ này ra. Cái đồng hồ đi theo tôi để mình cho nó vô mình có thể nhân cái đồng hồ lên luôn bỏ vô quen cứ bỏ vô là học nha bỏ vô đây là học và có đồng hồ đó chỉ có cần phải cho chạy neutronium nữa không không cần Nhưng mà muốn thì để cho vui cũng được để vui đi đang chạy vui lắm đó chạy ào ào luôn boss farm không cần nói chung là tất cả mọi thứ đều không cần nữa ta giàu rồi thật là sung sướng bỏ Infinity in gịch vô thôi <laughs> giờ rảnh là tháo bộ đồ bỏ đây nó sẽ tốn rất là nhiều công sức luôn á muốn học được là phải tốn nhiều công sức là như vậy đồ tinh cơ không bỏ được nha có khi nào crash không ta giờ bỏ cái bình này vô rồi thử cái bình này nó có được tính số không dễ vậy biết mà không có chuyện đơn giản ngon ăn vậy đâu và cứ bỏ vô học thôi bỏ vô là học gì vậy? sao ra thêm cái bình nữa tôi bỏ cái khúc apple vô mà sao ra cái bình và đồng hồ hai cái luôn kìa <laughs> đang nôn bỏ vô và bỏ cuốn sách vô đã nói là quá đã luôn chứ gì nữa rồi và có trứng rồng luôn có đầy đủ có vẫy rồng không coi còn vảy rồng không hên quá còn luôn còn vẫy rồng còn essen uh, không essen đủ hết luôn chơi liền Bỏ này vô nha Bỏ này vô luôn Rồi bấm bỏ trọng đi Hỏi cần phải suy nghĩ nữa Bây giờ đồ gì cũng có thể lấy từ trong đó ra hết Cho nên không có cần phải suy nghĩ tiếp Ta cho mấy cái action vô trọng Đây là Insanium Và nó còn Prudentium có rồi Thì uh, chuyển ngược lại Đây là Supremium Rồi đó Bỏ vô Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu Action sung sướng Insanium Bình thường. Và con số này. Nhắc lại là 900 tỷ. Tỷ nha. Đây là số hàng tỷ rồi. Nó khủng khiếp như vậy đó. Đã lắm. Và nhận phần thưởng cái đi. Nãy giờ làm cũng phải nhận phần thưởng chứ. Đây nè. Item nét bình thường. Và bên đây là cái thùng. Được 104 slot. Bấm. Generator. Tiếp tục. Nói tóm lại. Sao bao nhiêu ngày tháng khó khăn vất vả thì mình đã có được cái bàn trao đổi của Project E. Còn bây giờ, mình sẽ tạm dừng tại đây và nói với các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye!